Ta nên giờ cầu nguyện, xin mọi người hợp ý để làm giờ cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin ngồi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thắm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu đền thánh Chúa cao quang. Xin ngồi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thắm nhuần hồn xa chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hồi thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa, xưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cũng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy mẹ Maria, chúng con xin dâng năm chục kinh này lên mẹ, xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho hai linh mục Phanxicô được sống về hưởng tôn nhan Chúa.
Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu tay xin cho được ăn năn tội nên. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha con sáng, Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu con ra khỏi sự dữ. Amen. Linh mộng Maria đã đến phúc lễ Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh mộng Maria đã đến phúc lễ Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh mộng Maria đã đến phúc lễ Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh mộng Maria đã đến phúc lễ Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh mộng Maria đã đến phúc lễ Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh mộng Maria đã đến phúc lễ Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh mộng Maria đã đến phúc lễ Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh mộng Maria đã đến phúc lễ Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh mộng Maria đã đến phúc lễ Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh mộng Maria đã đến phúc lễ Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho hai linh hồn Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ hai nghi ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn cái xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ
Chúa Trời còn cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lạ. Anh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời còn cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lạ. Anh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lạ. Anh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lạ. Anh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lạ. Anh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lạ. Anh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lạ. Anh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho hai linh mục Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ ba thiên ám Đức Chúa Giêsu đổi màu gai tai, xin cho được chịu mọi sự suy nhục bằng lòng. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chúa cám dỗ nhưng cứu con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà hưởng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà hưởng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà hưởng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà hưởng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời
cùng bà và con phúc là hơn mọi người nữa. Và Giêsu ấn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn của Đức Chúa Trời cùng bà và con phúc là hơn mọi người nữa. Và Giêsu ấn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn của Đức Chúa Trời cùng bà và con phúc là hơn mọi người nữa. Và Giêsu ấn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn của Đức Chúa Trời cùng bà và con phúc là hơn mọi người nữa. Và Giêsu ấn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho hai linh hồn Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ ba tình ám Đức Chúa Giêsu và Cây Thánh Giá tại xin cho được qua Thánh Giá theo chân Chúa. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cám dỗ như cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu ấn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu ấn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu ấn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu ấn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu ấn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu ấn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu ấn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu ấn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu ấn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu ấn lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho hai linh hồn Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng loáng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, tái sinh đóng đanh tinh xác thịt vào thánh giá Chúa. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cắn dỗ, nhưng cứu con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và con phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và con phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và con phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và con phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và con phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và con phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và con phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và con phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và con phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và con phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho hai linh hồn Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa ban hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đến ngày ấy
trong cõi người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho hai linh hồn Francisco được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy hai linh hồn Francisco cho khỏi tù mục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho hai linh hồn Francisco được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mọi Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy mẹ Maria, chúng con xin dâng lên cho mẹ tất cả các bệnh nhân đau yếu trong giáo họ chúng con. Xin mẹ cầu lên Thiên Chúa cho các bệnh nhân được ơn can đảm chịu mọi sự khó cho nên. Và xin cầu cho các bệnh nhân được gặp thầy gặp thuốc và được ơn chữa lành. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đang được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và tung bần. Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình tung quân, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy gần đến những người không tin vào cuộc sống vinh kiều, những người chỉ biết than thân trách phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực tức và chơi rùa Thiên Chúa, những người không được diêm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Amen. Kính mời cộng đoàn mở sách trang 19. Chúa đã cho con bao là hồng ân cao quý, đó chính là mình máu thánh Ngài. Quỳ đây gấp si, ôi phận người bé nhỏ là chi mà Chúa cho con mình máu dương nuôi linh hồn. Con chúc tụng tình yêu của Chúa, tình yêu cao vời ngàn đời hơn mọi tình yêu.
con chúc tụng, chúc tụng thánh thể hiền siêu. Cuộc đời con đây ôi quá nhiều hồng ân Chúa trời. Kính lạy Chúa Giêsu thánh thể, giờ đây Chúa tôn nhan Chúa, chúng con sắp mình thờ lạy kính tin. Chúng con tôn vinh và cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu chúng con đến tự hiến mình trên thập giá và đã phục sinh. Chúa vẫn đong đầy tình yêu Chúa trên nhân loại chúng con nơi bí tích thánh thể, để chúng con được phúc hiệp thông cùng Chúa ngay trong cuộc đời trần thế, là bảo chứng hứa hẹn sự hiệp thông trọn vẹn qua ở bàn tiệc thánh muôn đời. Chúng con cũng dâng lên Chúa những ý chỉ của mọi người xa gần đang hiệp thông với chúng con lúc này. Xin Chúa chúc lành cho những ý nguyện chính đáng của từng người chúng con. Giờ đây chúng con đang chờ những sứ điệp tình yêu, xin ban lời chân lý nên đèn soi cho bước đời, cuộc đời chúng con. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa tràn hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha. Bấy giờ các môn đệ hỏi nhau: điều người nói với chúng ta, một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha, như thế có ý nghĩa gì? Chúng tôi không biết người muốn nói gì. Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi người, nên người bảo họ: các con hỏi nhau vì Thầy đã nói, một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy. Thầy bảo thật với các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng, các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Trên con đường đi theo Chúa Giêsu, người Kitô hữu luôn có những niềm vui và nỗi buồn, có những niềm vui của thế gian nhưng lại là nỗi buồn cho Thiên Chúa, và có những nỗi buồn theo đánh giá của thế gian nhưng lại là niềm vui đích thực của Chúa. Điều quan trọng là phải biết kiên nhẫn và hy vọng, không vội chạy theo những niềm vui chóng qua, cũng đừng sợ và tránh né những nỗi buồn của thập giá. Hoàn cảnh dù có xấu đến đâu thì niềm hy vọng của người Kitô hữu là luôn có Chúa Giêsu đang ở bên hữu Chúa Cha và luôn bên cạnh mỗi người. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa được tôn vinh trên cõi trời, là chủ muôn loài trên trời dưới đất. Chúng con tôn vinh và đặt trọn niềm tin vào Chúa. Xin giữ gìn chúng con trong mọi cơn gian nan thử thách ở đời này. Amen. Lạy Cha, con ở trên trường, con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con
con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Hạ người xuống thai, xin bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Vi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tăng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh đồng công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con đơn yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót
chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trắc ân, đấng ghi nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tôi lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm u mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.
Chúa là đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn mở sách trang 75. Ngày thứ năm, cầu cho các linh mục và tu sĩ. Lạy Chúa Giêsu đấng đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa tăng thêm ân thánh cho các linh mục và tu sĩ, hầu các ngài có đủ khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, để mọi người xem thấy hành động của các ngài mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đang ngự trên trời. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến các môn đồ được chọn trong vườn nho của Cha, đó là các linh mục và tu sĩ. Xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha, vì tình yêu của trái tim con Cha nơi nấu thân cho các linh mục và tu sĩ. Xin Cha thông ban cho các ngài có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ và hợp lời hát mừng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Chúng con kính lạy và ngợi khen sự màu nhiệm mình thánh rất sang trọng, màu thân dân châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép màu nhiệm này cho được ở cùng chúng con. Là đêm sau hết, khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa thôi, là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho 12 môn để lấy làm của ăn. Ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thần trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hoa nên máu người thần. Vì vậy dù con man chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thanh rất trong giường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kinh mến ngợi khen và hát mừng sự màu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con, song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con canh thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thần, thì con xin ấm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giao hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, xa
tan xương hồn yêu ma bay vùng không làm chiến rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa xin giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Kính mời cộng đoàn đứng và mở sách trang 43. Linh mục hình bóng Chúa trong kiếp người tham dự vào chức thánh con Chúa trời. Linh mục là buổi ướp coi trần ai là tinh hoa của giáo hội, ngọn hải đang thắp trên trường trần. Xin cho người tình mến không bao giờ lìm tắt, xin cho người nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời. Xin cho người phản chiếu đức tin thành của Chúa không bao giờ tàn úa, dung nhan người đuốc sáng tâm linh. Linh mục người thánh hiến bao lễ vật chúng thành làm chứng ta cho nước trời. Linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm, dù phong ba dù thu phàng, một niềm tin chứng nhận muôn đời. Xin cho người tình mến không bao giờ lìm tắt, xin cho người nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời. Xin cho người phản chiếu đức tin thành của Chúa không bao giờ tàn úa, dung nhan người đuốc sáng tâm linh. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy ngọn đức Chúa trời sáng lam vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.